Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Top Chuyện Hay. Các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh Top Chuyện Hay xin được gửi tới các bạn tập 5 của bộ truyện Ngôn Tình có tên gọi Cưới Trước Yêu Sau. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Chuyện Hay. Để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo. Giang ngộ vuốt vuốt cái cạnh bàn được làm cầu kỳ, yên lặng mà cân nhắc thẩm hành chắc đang thử cô qua lời nói mà mặc kệ có phải hắn đang thử cô hay không cô cứ không thừa nhận là được rồi nếu văn trọng biết chuyện này hậu quả có thể lớn cũng có thể nhỏ gia ngộ biết ông sẽ không giận chó đánh mèo lên mình thế nhưng việc ông có thể đặc biệt đối xử với mục phách là chuyện khó có thể chắc chắn được quan trọng nhất là ba cô ghét nhất bị người ta lừa dối nên cô không thể đánh cuộc được Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì Thẩm hành vẫn hùng hổ thử cô như cũ Cậu đối với mục phách cũng thật tốt nhỉ Sinh xong đứa bé Hai người liền ly li hôn rồi Giang ngộ nhìn thẩm hành một cách không kiên nhẫn Cậu có thể đừng nói lung tung với tớ nữa được không Cậu không biết rằng cảm xúc của thai phụ là không ổn định à Còn cãi bướng nữa Thẩm hành hiểu rõ nhất điểm này Một khi cô trột dạ Liền tìm cách đánh trong làng Muốn dịch chuyển trọng tâm của câu chuyện nếu nói lúc trước sự hoài nghi việc gia ngộ kết hôn cùng mục phách là giả thẩm hành chỉ có bảy phần nắm chắc thì hiện tại hắn đã hoàn toàn xác định điều ấy được tôi không nói nữa thẩm hành thay đổi chủ đề hôm nay cậu đến gặp tớ có nói với mục phách hay không gia ngộ liền cảnh giác nhìn lại hắn cậu muốn làm gì tôi chỉ hỏi chút thôi tất nhiên là có rồi Vậy hắn đi gặp Diêu Uyển có cùng nói với cậu không? Gia ngộ bực mình cười lại, bàn tay cô nắm thành một cục trong túi áo khoác, từ tốn nói. Thẩm hành, cậu thật nhàm chán nha. Bởi vì bụng to nên gia ngộ không lái xe tới, đứng ở ven đường chờ gọi xe, cô nhìn cột đèn đường phía đối diện đến mức xuất thần. Năm nay Bắc Thành cũng lạnh khá lâu rồi. Dưới ánh đèn gió dường như có hình dạng mơ hồ nào đó, chỉ chăm chú thổi về một hướng, giống như chữ viết trên giấy vậy, tạo thành hàng lối thực chỉnh tề. Đem áo khoác mặc vào, ra ngộ sờ sờ bụng. Đột nhiên, cô muốn uống sữa bò lạnh. Nhưng nơi này một con phố yên tĩnh vắng vẻ, làm sao có chỗ bán sữa bò lạnh được đây? Lấy điện thoại ra, cô gửi tin nhắn cho Mục Phách. Em muốn uống sữa bò lạnh. Mục Phách trả lời thật nhanh, trước sau không đến nửa phút. Uống nóng đi, bây giờ anh về nấu cho em uống gia ngộ nhanh nhăn, nhăn cai mũi cười trả lời vâng áo khoác mặc vào thì hơi nóng mà cởi ra thì hơi lạnh vậy chứng tỏ thời tiết lạnh giá sắp qua đi lúc gia ngộ về đến nhà mục phách vừa mang sữa từ trong bếp ra em chờ một chút sữa còn đang nóng lắm gia ngộ liền đi tới lấy đôi tay lạnh lẽo của cô xoa lên mặt anh trêu đùa anh về khi nào vậy mục phách bắt lấy tay cô rồi nắm không chịu buông ra chờ đến nửa tiếng gần đây khách sạn bận lắm sao em thấy anh luôn tăng ca vẫn như trước nghĩ nghĩ anh lại bổ sung gần đây có người của cục vệ sinh đến nên công việc cũng nhiều hơn giang ngộ xem như hiểu rõ mà gật đầu để mặc mục phách dắt cô ra phòng khách sau khi ngồi xuống cô liền chủ động nói thẩm hành hình như đang nghi ngờ việc kết hôn của chúng ta hắn nói với em cái gì Mục phách giống như đang suy tư điều gì Lần trước khi hắn đến nhà mình Có thử anh một chút Không phải như vậy chứ Sớm như vậy sao Đầu óc ra ngộ như biến thành hổ nhão Cô tùy ý dựa vào sofa Cậu ta đang nghi như vậy Em nên sớm nghĩ rằng cậu ta sẽ không bị dễ lừa gạt Giao dịch thật sự là vậy Nhưng giấy kết hôn cũng là sự thật Cho dù hắn biết Thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới chúng ta Ai bảo sẽ không ảnh hưởng chứ gia ngộ suy nghĩ một hồi quyết không thể để ba biết chuyện này được cô không thể liều lĩnh đánh cược sự nghiệp của mục phách tờ giấy kia của chúng ta ở đâu chính là tờ hợp đồng kia ấy ở trong ngăn kéo xé đi gia ngộ dứt khoát nói xé đi sao đúng vậy xé đi thì sẽ không có điều gì phải lo lắng nữa những chuyện như thế này chúng ta chỉ để ở trong lòng thôi không phải tốt hơn sao hơn nữa em tin tưởng anh kể cả khi ly hôn cũng sẽ không làm trái hợp đồng. Ly hôn Cuộc sống hôn nhân thật quá êm đẹp, khiến mục phách dường như quên mất chuyện này. Anh cười, đưa ly sữa bò ấm ấm cho gia ngộ, hỏi Tin tưởng anh như vậy sao? Bản hợp đồng kia trừ bỏ quy định thời hạn của giao dịch, còn giữ gìn quyền lợi của cả hai bên, đặc biệt là của em. Nó có giá trị với em nhiều hơn so với anh. Em không sợ sau này, anh sẽ ở sau lưng em, làm điều bất lợi sao? Anh mới sẽ không làm thế. Gia Ngộ ngậm ngậm sữa bò, có ý oán trách. Dù sao, quyền quyết định thời gian ly hôn giờ cũng ở trong tay anh. Với em mà nói thì xé hay không xé hợp đồng cũng đều không có gì khác nhau cả. Mục Phách vẫn cười. Ừ, một lát nữa à, anh sẽ xử lý nó. Gia Ngộ uống một miệng đầy sữa bò, trong mắt đảo quanh, có chút trần chừ mà đặc biệt cẩn thận hỏi. Mục Phách, khi nào thì anh chuẩn bị cùng em ly hôn? Trong lòng anh có một kỳ hạn, chờ tới thời điểm đó, anh sẽ nói với em, được không? Lại là lấy lý do này để thoái thác. Gia Ngộ u oán mà nhìn về Hồ Ly cười cười ở phía đối diện. Vậy anh không thể để em chờ quá lâu đâu đấy. Ừm, Mục Phách cong cong ngón tay chạm vào chóp mũi của cô. Uống xong sữa, chúng ta đi đánh răng. Trong lòng Gia Ngộ thấy buồn cười, cảm thấy Mục Phách có đôi khi rất giống Văn Trọng lúc còn trẻ. Văn Trọng là một người cha tốt. Mục Phách hẳn là cũng vậy, đúng không? Sau khi uống xong sữa bò, Gia Ngộ đưa ly cho anh, Mục Phách nhận lấy cái ly đem vào phòng bếp. Cô liền lười biếng mà đi theo phía sau, giống như vật nhỏ theo đuôi. Mục Phách rửa cái ly một hồi lâu, trong đầu Gia Ngộ lại hiện lên mấy hình ảnh. Mục Phách, có phải sinh nhật của anh sắp đến hay không? Mục Phách đã nhiều năm không ăn sinh nhật, anh quay đầu kỳ quái hỏi làm sao em biết? Giang ngộ tránh mà không đáp, lại hỏi. Em có phải còn từng cùng anh nói sinh nhật vui vẻ? Mục phách trầm mặc như là lâm vào hồi ức. Cô theo sát anh nhắc nhở. Một thời gian sau khi em phải rời khỏi Nam Thủy Trấn. Em còn nhớ sao? Mơ hồ có điểm ấn tượng. Anh cũng biết. Giang ngộ mở miệng nói ra. Bệnh hay quên của em rất nặng. Rất nhiều sự việc dâu riêng. Căn bản em sẽ không nhớ lâu lắm Mục phách cười nhìn cô Gia ngộ lúc này mới phản ứng lại Mình nói sai rồi Cô vội vàng nói Không đúng, không đúng Em không có ý nói quan hệ của chúng ta không gần gũi Mục phách đối với điểm này cảm thấy không sao cả Anh bình tĩnh nói Khi đó chúng ta cũng không có giao tình gì Đúng thật là việc dâu ria mà Trong lòng băn khoăn Gia ngộ chính là muốn cứu vãn tình hình nhưng là hiện tại không giống trước trong khoảng thời gian này tất cả những việc chúng ta trải qua em đều nhớ rõ mục phách cố ý thử sau khi ly hôn cũng sẽ nhớ rõ sao đương nhiên nói xong gia ngộ lại yên lặng cúi đầu cô không dám thừa nhận kỳ thật cô không nghĩ tới chuyện sau khi ly hôn lau khô cái ly mục phách đỡ eo gia ngộ đi ra ngoài trên đường trở về phòng anh kiên nhẫn nói bệnh hay quên của em nặng như vậy, may mắn chính là trí nhớ của anh cũng không tệ lắm, anh giúp em chia sẻ một chút, về sau em không nhớ rõ chuyện gì, hỏi anh là được. Con đường tương lai là muốn hai người cùng nhau đi, không cần phải nói rõ ràng. Trước khi ngủ, Giang Ngộ mới nhớ tới, cô quên hỏi Mục Phách về chuyện Diêu Uyển, nói không quan tâm, hẳn là giả. Giang Ngộ không thích Diêu Uyển, nói đúng ra là không thích Diêu Uyển cứ thích bám lấy Mục Phách. Trước kia không nói, chính là bây giờ mục phách đã là chồng của cô. Dục vọng chiếm hữu, quấy phá. Cô nghe xong cảm thấy khó chịu, lại không biết nên làm thế nào. Chui vào trong chăn, Giang ngộ nằm yên không nhúc nhích. Chờ mục phách xốc chăn tiến vào. Cô dùng chân đá đá eo anh. Chân lạnh sao? Giang ngộ nghĩ thu chân lại, nhưng không lùi trở về. Hôm nay anh có gặp người nào không? một tay mục phách nắm hai mắt cá chân mảnh khảnh của cô, không quá để ý, nói. Có. Ai? Người ở sở y tế. Gia ngộ vừa dẫm chân, trực tiếp hỏi. Vậy Diêu Uyển đâu? Mục phách quái dị mà nhìn Gia ngộ. Khó trách hôm nay, cô luôn có bộ dáng muốn nói lại thôi. Thì ra là muốn hỏi cái này. Hôm nay cô ấy gọi điện thoại cho anh, hẹn anh gặp mặt. Nói như vậy chính là không có gặp mặt. Tâm tình không tốt do bị giấu diếm tan thành mê khói, Giang Ngộ thả lỏng thân mình, thuận miệng hỏi. Cô ấy hẹn anh làm gì? Không biết, nói là có chuyện cần nói với anh, nhưng mà... Mục Phách nằm xuống giường, lửa ôm Giang Ngộ. Em hỏi anh cái này, không phải là vì Thẩm Hành nói gì đó với em đấy chứ? Đúng vậy. Giang Ngộ đem lời nói của Thẩm Hành, đại khái thuật lại một lần. Thật lâu sau, Mục Phách cũng không nói gì gia ngộ ngáp một cái cảm thấy hơi mệt anh nghĩ gì vậy anh đang nghĩ thanh âm mục phách nghe giống như đang cười gia ngộ em đây là đang ghen đi một quả cầu đầy nước bị đâm một cái túi da đều bại lộ trong không khí không muốn thừa nhận tâm tư hoàn toàn bị người chọc thủng gia ngộ xoay người giàu dĩ nói em không thèm chính là như vậy Bụng Phách dịch lại gần một chút, một lần nữa ôm lấy cô. "Em ghen, anh thật là cao hứng." "Không phải nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu sao?" Giang Ngộ ôm một thùng sô cô la, nhan sắc tốt đến mức khiến người ta giận sôi, Viện viện lại gần, sờ sờ vào khuôn mặt của cô một chút. "Mình thấy, cậu ở phần mộ này còn khá tốt đấy." "Là rất không tồi." Giang Ngộ chỉ vị trí bên cạnh. "Ngồi đi." Mình hỏi cậu chuyện này. Viện Viện ngồi xuống sofa mềm như bông. Mình nói cậu làm sao hôm nay lại vô duyên vô cớ mời mình tới làm khách, nói đi, chuyện gì? Sắp tới sinh nhật Mục Phách, cậu nói mình nên tặng anh ấy quà gì thì tốt. Viện Viện ghét bỏ mà nhìn cô. Chỉ là việc này sao, cậu liền chỉ bởi cái này mà làm mình từ thật xa thế tới đây. Giang Ngộ đưa sô cô la cho cô ấy. Ngài đại nhân đại lượng liền cho mình cái đề xuất đi. Có thể có ý kiến gì, cậu đem chính mình đưa cho anh ấy không phải là được rồi sao?" Viện Viện nói thêm, "Trước đó phải nói rõ, đứa nhỏ là con nuôi của mình." Giang Ngộ đang muốn nói cô ấy không đứng đắn thì chuông cửa vang lên. Từ lúc Giang Ngộ mang thai, dì giúp việc liền được văn trọng chuyển đến đây, ban ngày làm việc, chờ khi mục phách tan tầm thì dì ấy sẽ đi nghỉ. Dì giúp việc đi mở cửa, Giang Ngộ liền nói tiếp chuyện chưa nói xong viên viên tự nhận chủ ý của mình rất không tồi mình nói là nghiêm túc mục phách muốn cái gì nhất còn không phải là cậu sao cậu trực tiếp đưa cho anh ấy là được rồi quá đơn giản đó là do cậu không hiểu tình hình có cái gì mà không hiểu chứ chỉ cần nhìn ánh mắt mục phách nhìn cậu giống như là đang nhìn bảo bối vậy cậu nhìn cái gì cũng là không cần làm hôn anh ấy một cái anh ấy đều có thể vui vẻ cả nửa năm thật sẽ như vậy sao Gia ngộ tự xưng là da mặt đủ dày, lúc này cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Sợ mình sẽ đỏ mặt làm trò cười, cô phun ra một hơi, xoay mặt đối diện với cửa ra vào, hỏi. Dì ơi, ai vậy? Người phụ nữ ngoài cửa, giọng nói tiêm tế, thật là làm cho người nghe tâm sinh phiền chán. Ây da, à, sao lại không quen biết chứ? Tôi là bác gái của tiên sinh nhà các người, để cho tôi vào thì sẽ biết. Viện viện dùng ánh mắt dò hỏi Ra Ngộ. Ai vậy? Ra Ngộ vô vỗ mặt của cô ấy. Vừa lúc cho cậu xem trò hay. Cô đỡ eo đứng lên. Gì à, để bà ấy vào đi. Xem đi, đã nói tôi không lừa bà mà. Được phê chuẩn, Dương Tương lắc mông, đang muốn vào nhà, lại bị một đôi giày cao cấp ngăn lại. Dì giúp việc sắc mặt không quá đẹp. Bồi giày. Chú ý chút đi, Lời nói tuy nói như vậy, nhưng Dương Tương vẫn là ngoan ngoãn đổi dậy. Đi ra huyền quan, bà ta hoàn toàn không che giấu suy nghĩ trong nội tâm của chính mình. Như là cố tình để người khác biết, bà ta nhìn xung quanh trái phải, sau đó kinh ngạc, cảm khái một câu. Wow, nơi này sao lại lớn như vậy chứ? Chỉ có hai người ở có phải là quá rộng rồi không? Mục phách tiểu tử này tiền đồ thật là tốt. Ngay cả viện viện cũng để lộ ra biểu tình không vui. Cô nhỏ giọng nói ba cái của mục phách sao? Gia ngộ cười như không cười. Xem như là vậy đi. Này, cũng thật là... Viện viện tặc lưỡi, thực sự không thể đem mục phách cùng người đàn bà trước mặt liên tưởng cùng nhau. Dì à, mang chén nước ra cho khách đi. Dì giúp việc đồng ý. Gia ngộ liền ý bảo Dương Tương. Dì Dương, mời ngồi. Dương Tương ánh mắt chợt lóe. Sao lại khách khí như vậy chứ? Còn gọi gì cái gì, cháu hẳn là nên theo mục phách gọi bác một tiếng bác gái mới đúng. Gia ngộ híp híp mắt, nhắc nhở bà ta. Tôi nhớ rõ, lần trước chúng ta nói chuyện với nhau cũng không tính là quá vui vẻ đâu. Phải không? Dương Tương xoa xoa thái dương. Cháu cũng biết trí nhớ của người lớn tuổi không tốt lắm, việc lần trước đã qua liền cho qua đi. Gia ngộ, cháu nói có đúng không? Gia ngộ quả thực là bị độ mặt dày của Dương Tương này đánh bại. Cô cười nói. Đáng tiếc tôi còn trẻ, chỉ nhớ còn tính không tồi đi. Dương Thương khóe miệng cứng đờ. Nói đi, đừng vòng vo nữa. Giang Hồ dựa vào gối ôm mềm xốp. Bà tìm đến nơi này bằng cách nào? Đương nhiên là gõ cửa từng nhà đi lên. Mục Hoạt biết khách sạn Mục Phách đang công tác. Dương Thương ngồi sổ ở khách sạn thật nhiều ngày nghe ngóng mới biết chỗ này. Ở đây, chị An rất tốt, quản lý nghiêm ngặt nếu không phải vừa rồi có người đi vào phòng chừng lúc này bà ta còn đang ở dưới lầu ôm cây đợi thỏ trần tướng cụ thể đương nhiên dương tương sẽ không nói ra cho người ngoài biết bà ta nói gần nói xa chuyển đề tài mục phách đi làm chưa về à gia ngộ cười mà không nói dương tương liền đem lực chú ý chuyển tới trên người viện viện cháu là bạn của gia ngộ phải không lớn lên thật xinh đẹp nha viện viện hiểu gia ngộ loại người như cô, ngoài cười nhưng trong không cười mới là nguy hiểm nhất. Cô ấy không nhiệt tình, cũng không trực tiếp dội nước lã, chỉ có thể cười gượng. Chào bác. Lúc này, dì giúp việc vừa lúc mang trà đến, ra ngộ cùng viện viện còn chưa chạm vào, nhưng Dương Tương đã cầm cái ly lên, còn pha trò. Hôm nay bên ngoài lạnh quá, liền nên uống ly trà nóng. Gia ngộ lười xem bà ta diễn kịch. Đòi tiền đúng không? sương tương dừng lại cháu đứa nhỏ này nói cái gì vậy gia ngộ lạnh mặt không nói chuyện được tôi uống xong cứ đi thôi từ từ đã sương tương run mặt cười người trẻ tuổi các cháu bây giờ chính là quá sốt ruột đúng không gia ngộ cười cười để viện viện giúp cô mang cái túi đặt trên ngăn tủ lại đây tiền thứ này à tôi có gia ngộ điểm điểm cái túi không chỉ có tôi còn có rất nhiều. Dường tường trước mắt sáng người, cầm cái ly trong tay mà ngón tay vì bất an mà nắm thật chặt. Nhưng mà... Sang hộ chuyển lời. Tôi dựa vào cái gì mà phải cho bà? Diêu Uyển hẹn Mục Phách ở một quán cà phê gần khách sạn. Mục Phách nhìn đồng hồ nói. Tôi chỉ có thời gian 15 phút. Diêu Uyển sắc mặt tái nhợt, cười khổ. Mục Phách, cậu một chút cũng không thay đổi luôn luôn có nề nếp. Cậu nói tìm tôi tới là cho tôi xem một vật quan trọng. Vật đó đâu? Sư Uyển nghĩ ôn chuyện, sau đó giờ vào ôn chuyện chậm rãi tiến vào chủ đề chính. Nhưng mà người đàn ông đối diện không chịu phối hợp. Cô ta đành phải hơi hơi cúi thấp đầu, thừa nhận nói. Nào có đồ vật quan trọng gì chứ? Chẳng qua là mình lấy cớ gặp cậu thôi. Mục phách nghe xong, mày nhíu chặt lại. Cậu là cố ý muốn gặp tôi, hay là thẩm hành bảo cậu làm như vậy tay diêu uyển run lên nói lắp bắp sao có thể chứ hắn muốn cậu từ chỗ của tôi lấy được thứ gì diêu uyển cậu có biết lúc cậu trột dạ tay sẽ run không ngừng không mục phách dạy kèm một năm cho diêu uyển mỗi lần cô ta không hoàn thành bài tập định nói dối qua ải tay sẽ không ngừng run mục phách đều không cần cố tình đi quan sát liền phát hiện ra điểm này diêu uyển buồn nản nói Mục Phách, cậu có thể đừng cảnh giác như vậy được không? Là cậu quá khả nghi. Dù sao cũng là người mình thích, Mục Phách đề phòng như vậy, Diêu Uyển thấy thật thất bại, chính là cô ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mới chịu đáp ứng thẩm hành cái tên bệnh tâm thần kia. Tính, cô ta uống xong một nửa chén nước. Mục Phách, đừng trách mình không nhắc nhở cậu, cẩn thận thẩm hành một chút. Mục Phách nhướng mày, trong lòng thản nhiên anh liền biết đây là kế hoạch của thẩm hành. Đã biết. Sau đó lại nói, cảm ơn. Không cùng người bệnh tâm thần thông đồng làm bệnh. Diêu Uyển thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô ta thấy thoải mái hơn nhiều. Hôm nào cùng mình uống một chén đi. Mục Phách cười. Đương nhiên có thể. Dứt lời di động kêu lên, Mục Phách vừa thấy là gia ngộ gọi tới. Alo kết quả đầu bên kia điện thoại ập đến một câu chú cảnh sát chú cảnh sát ở đây có người tự ý xông vào nhà dân dựa vào cái gì đối diện với tiểu bối liên tục khiêu khích dương tương lửa giận ngập trời nhưng chỉ có thể chịu đựng cháu cái đứa nhỏ này đùa kiểu gì vậy bà ta cười trừ đứa nhỏ cháu mang trong bụng chính là con cháu mục gia hiện tại mục gia xảy ra chuyện cháu sao có thể đứng ngoài nhìn chứ Chính là nói người trẻ tuổi trí nhớ chính là không tồi. Dương A-di đã quên đến không còn một mảnh, nhưng mà tôi lại nhớ rất rõ ràng đấy. Gia ngộ xoa xoa lòng bàn tay nhìn không thấy máu. Mấy tháng trước, khi Mục Phách đem 20 vạn giao cho bà, thì cũng liền đại biểu anh ấy cùng các người không còn nửa xu quan hệ. Đây vẫn là sự thật chính miệng bà thừa nhận. Hiện tại, bà lại tới cùng tôi nói chuyện của Mục Gia, có ý nghĩa gì sao? Tấm văn gỗ không áp được đáy giếng mãnh liệt dậy sóng, dương tương rốt cuộc nứt ra mặt. Bà ta trừng mắt với Giang Ngộ, cường điệu nói. Mục quốc vĩ là bác cả của nó, bây giờ ông ấy trúng gió nằm viện, nhà xưởng thì đang thiếu nợ. Nếu mục phách mặc kệ, vậy nó vẫn còn là người sao? Giang Ngộ như là nghe được chuyện cười, cô hừ một tiếng đáp lại. Bà nếu không cường điệu mục quốc vĩ là bác trai cả của mục phách, thì tôi đều cho rằng các người là cha mẹ của anh ấy đấy. Văn tiểu thư, thay đổi xưng hô, xương tương hô hấp không đều, Hiển nhiên là bị làm cho tức điên lên rồi. Tôi nói thật, có thể giúp cho Mục ra chút tiền ấy đối với cô mà nói, chẳng qua chỉ là một sợi lông trâu. Cô xem chúng tôi nuôi dưỡng Mục Phách nhiều năm như vậy, giúp đỡ Mục ra một lần không được sao? Tiền nhà tôi là gió to thổi tới sao? Giang ngộ từ trong túi lấy ra một tập tiền, ném lên bàn trà, nói năng đầy khí Phách. Ngày đó, tôi đưa Mục Phách mang tiền để đi đến bệnh viện, nghĩ liền giúp có thể sẽ giúp. Nhưng khi đó, bà vì không biết thân phận của tôi cho nên không xem tôi vào mắt đối với mục phách lại là một bộ dáng hất hàm sai khiến bà thật xui xẻo tôi sớm tại ngày hôm đó đã thay đổi chủ ý rồi tiền của tôi tôi muốn tiêu xài hoang phí như thế nào thì cũng là chuyện của tôi bà không có quyền bắt làm tôi cướp phú tế bần bà càng không có quyền dạy tôi tiêu tiền như thế này như thế nọ dương a à gì bà tới nơi này của tôi muốn đòi tiền e là tìm nhầm chỗ rồi cô thật không có giáo dục Dương Tương tức đến muốn hộc máu mà quát lên. Đây là thái độ nói chuyện với trưởng bối của cô sao? Bà bây giờ muốn cùng tôi nói về thái độ à? Giang Hộ chỉ ngồi ngước nhìn Dương Tương. Khi thế lại mảy may, không chút suy giảm. Dương A Di, bà có khả năng còn không biết mình phạm vào tội gì. Tôi tới cùng bà nói rõ một chút. Năm đó, bà bắt một đứa trẻ vừa thành niên đòi 80 vạn. Cái hành vi này thuộc về làm tiền xảo trá. Mục phách lúc ấy không có người hỗ trợ giấy chứng nhận lại bị bà cầm sẵn. Bà bất nhân, anh ấy lại nể bà đến nuôi dưỡng anh ấy. Hơn nữa lấy sự mặt dày vô sỉ của bà, nếu mục phách không chịu, bà nhất định sẽ nơi nơi làm loạn, làm cho anh ấy thân bại danh liệt, đúng không? Nhưng mà như vậy cũng không phải không có chỗ tốt. 80 vạn này nếu đưa ra luật pháp, tội danh của bà cũng trốn không thoát. Mức tiền 80 vạn này cũng đủ để bà ở trong tù nghỉ ngơi một đoạn thời gian đấy. Viện viện im lặng, âm thầm kinh hãi bị loại thân thích như thế này quấn lấy. Mục phách có thể sống tới ngày hôm nay, đúng thật là mạng lớn. Dương Tường còn chưa có nghĩ đến chuyện này. Gia ngộ thuận miệng nói xong, sắc mặt của bà ta lập tức trắng bệch đến dọa người, không khỏi nắm chặt tay, giả bộ chấn định. Nào có khoa trương như cô nói chứ, 80 vạn kia là mục phách tự nguyện đưa cho tôi. Pháp luật quản cái gì tự nguyện hay không tự nguyện, tôi nói bà xảo trá thì chính là bà xảo trá. Ồ, người đàn bà này, như thế nào độc ác như vậy chứ? Bất chấp tất cả, Dương Tường hoàn toàn không cố kỵ. Bà ta cúi đầu gào lên như là đang muốn tìm vật gì đó để ném loạn. Giang ngộ theo bản năng sở lên bụng mà dì giúp việc bên cạnh đang nhanh tay lẹ mắt mà xông lên bắt lấy bả vai của Dương Tương. Bà bắt tôi làm cái gì? Buông ra! Dương Tường vặn tay muốn phản kháng. Dì giúp việc tuy thân hình nhỏ gầy nhưng lại rất khỏe lôi kéo túm bà ta ra tới huyền quan. Bà ta gấp đến độ rậm chân. Bà dám đánh tôi, tôi muốn tố cáo bà. Tố cáo à? Giang ngộ vẫn ở trong phòng khách, cùng bà ta duy trì khoảng cách an toàn. Dương tường, bà nếu lại đến tìm mục phách một lần nữa, tôi mà không bắt bà ngồi tù, tôi liền không gọi là văn gia ngộ. Cô không có chứng cứ. Gửi mấy khoản tiền này ở ngân hàng, số tiền lớn như vậy, bà còn cùng tôi nói chứng cứ à? ra ngộ xua xua tay, để gì giúp việc mở cửa ra. Bà đi đi, đừng có mà đến quấy giày mục phách, nếu không tôi nói được làm được đấy. Lúc này hộ gia đình ở phía đối diện vừa lúc mở cửa, chính mắt nhìn thấy sự hỗn loạn ở bên này, không khỏi sửng sốt. Dương tường trong mắt vừa chuyển, bỗng nhiên kêu rên ra tiếng, nội dung không ngoài thói đời nóng lạnh, nhân tính không còn. Một bộ dáng nếu như không nhận được tiền, tuyệt đối không đi. Gia ngộ khinh thường mà bĩu môi. Cô diễn còn nhập vai hơn Dương Tương. Cô lảo đảo một chút, ngồi lên sofa. Ôm bụng kêu lên. Ai, bụng tôi đau quá. Tiếng kêu của Dương Tương đột ngột im bặt. Chỉ ngay phía sau phịch một tiếng. Hộ gia đình đối diện đóng cửa lại. Thể hiện rõ không phải việc của mình. Diễn kịch ai chẳng biết chứ. Gia ngộ thảnh thơi ngồi. Bình tĩnh mà móc di động ra. Bà có đi hay không? Lại không đi, tôi sẽ báo cảnh sát cô không trả tiền thì tôi nhất quyết không đi chỉ còn con đường này dương tường nói thế nào cũng sẽ không bỏ qua được đây là bà bức tôi thấy dương tường giống như kẻ vô lại sống chết không đi ra ngộ ý bảo gì giúp việc đưa điện thoại để cô gọi mà cô không nói hai lời gọi đến điện thoại của mục phách chú cảnh sát ở đây có người tự ý xâm nhập nhà dân sự tình đại khái chính là như vậy nghe viện viện nói xong mục phách hiểu rõ gật đầu hỏi gia ngộ lúc nói đau bụng là lừa bà ta hay thật sự là em bị đau đấy đương nhiên là em giả vờ gia ngộ điểm lên cái mũi của anh đối với loại người vô lại lần đầu tìm đến cửa như thế này rất khó thoát khỏi chỉ có thể dọa dẫm nhưng mà nếu lần sau bà ta còn dám đến những lời em đã nói qua toàn bộ giữ lời nói phải tìm lại công bằng cho mục phách cô cũng không có phóng đại đâu về sau không cần để bà ta vào cửa, trực tiếp báo nguy. Tắm rửa xong, sau khi giúp Giang Ngộ lau khô thân mình, Mục Phách đột nhiên nói, "Biết Mục Phách sợ mình xảy ra chuyện, Giang Ngộ thuận theo đáp lại. Vâng, em khẳng định không làm được." Mục Phách thở dài, lấy cái quần lót sạch sẽ để bên cạnh, "Nếu cảm thấy chưa hết giận, vậy gọi điện thoại cho anh, anh sẽ lập tức trở về." Anh không muốn ra ngộ một mình đối mặt với những loại trồn sẽ cắn người như thế. Biết rồi, đừng mặc. Ra ngộ lui lại hai bước. Để vậy đi ra ngoài đi. Sẽ lạnh đấy. Có máy sưởi mà. Ra ngộ răng hai cánh tay. Ôm em ra ngoài đi. bục phách trên người cũng chỉ mặc một cái quần. Anh thỏa hiệp, lấy khăn tắm bao lấy người cô, chặn ngang người cô bế lên. Trọng lượng trong lồng ngực làm anh nghi hoặc Sao anh không thấy em nặng lên thế này? Gia ngộ nhéo mặt anh. Chẳng lẽ anh muốn em biến thành đại bập mạp 100kg sao? Cũng không phải là không thể. Mục phách để mặc cô nhéo, đi vài bước đường, anh đặt cô lên giường, dưới háng có xu thế cương cứng. Gia ngộ nhìn anh cười khoa trương. Mục phách không có ý kiến. Gia ngộ lõa thể ở trong lồng ngực của anh. Anh không cứng thì chắc là không phải đàn ông bình thường rồi. Gia ngộ nhấc chân, bởi vì bụng lớn, nâng chân có điểm phải cố hết sức. Mục phách hơi cong thân mình, để ngón chân của cô vừa vặn chạm đến lưng quần của anh. Kẹp đến ngón chân đều đau nhức, quần bị vướng ở địa phương căng phòng kia, chính là không thể kéo xuống. Gia ngộ đầu hàng, tức giận nói. Tự anh cởi đi. Mục phách nhịn cười, cởi quần ra sau đó lên giường. Bùng càng lúc càng lớn, tính sự đến ngừng nghỉ xuống dưới mới được. Trong khoảng thời gian này, số lần bọn họ làm chuyện đó cũng không nhiều lắm, mỗi lần đều phải thật cẩn thận. Gia ngộ tuy không có phản ứng không tốt nào, nhưng chỉ còn lại có 4 tháng, vẫn là cẩn thận thì hơn. Trước kia, thời điểm mục phách đi làm, gia ngộ thích nằm ở trên giường, một khi nằm chính là cả ngày. Hiện tại, thời điểm mục phách đi làm, gia ngộ thích thu thập đồ vật, tủ quần áo, thư phòng, đem những đồ vật lộn xộn sắp xếp phân loại cẩn thận, lại chậm rãi đặt về vị trí phù hợp. A Di nói, thai phụ hoạt động nhiều một chút cũng có lợi. Hôm nay ra ngộ định dọn thư phòng, nhưng mà không phải phòng của cô, mà là phòng của Mục Phách. Trước đó cô đã hỏi qua ý kiến của Mục Phách, anh nói không vấn đề gì. Bàn đọc sách của Mục Phách vô cùng sạch sẽ, ống đựng bút bi bị đổ, cô dừng lại một chút rồi để lại vị trí cũ. Sau đó ra ngộ liền không có việc gì có thể làm cô tìm một quyển sách thoạt nhìn có vẻ rất nhàm chán trên kệ sách của mục phách sách không thú vị chiếm đa số nhưng quyển sách gia ngộ đang xem lại là thể loại hài hước hứng thú tăng lên cô đọc một lát chính là hai giờ đồng hồ đôi mắt chua xót mới lấy tay xoa xoa một chút mục phách hình như sắp tan tầm khi đem sách thả lại trên kệ khuỷu tay không cẩn thận đụng vào một cái hộp gỗ hộp gỗ tinh xảo bóng loáng bên cạnh tạo hình một chuỗi hoa mộc lan kéo dài đến giữa hộp gia ngộ phảng phất ngửi được hương hoa mà hộp gỗ này còn không có khóa đâu gia ngộ không hề có áp lực tâm lý mà đem nó mở ra đồ vật bên trong lại không nằm trong dự đoán của cô mấy tờ một trăm đồng cùng vài tờ năm mươi đồng tổng cộng chia làm ba phần dùng giấy ghi chú để ngăn cách gia ngộ kinh ngạc hình như cô phát hiện ra tiền riêng của mục phách cho nên là để trở lại hay là lấy ra xem. Trước tiên nhìn xem bao nhiêu đã. Phần thứ nhất, bốn tờ 100 và một tờ 50, trên giấy ghi chú viết bốn chữ. Sinh nhật vui vẻ. Gia Ngộ mơ hồ đoán ra cái gì đó, lại không có manh mối, cô tiếp tục xem. Phần ở giữa, ba đồng 100, trên giấy ghi chú là Gia Ngộ nói ra tiếng phí chạy việc sửa đồng hồ không cần xem đến phần tiền thứ ba ghi chú cái gì cô đã biết hộp này chính là cái gì đây chính là tiền công cô từng đưa cho mục phách ngày đó cô hỏi mục phách vì cái gì gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho cô mà lại không để tên mục phách nói anh cảm kích cô năm học cao Tam đã đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ra ngộ sờ sờ giấy trong tay trong lòng ngũ vị tạp trần anh lừa cô. Trời hạ tuyết, anh cũng không có đem than đốt sạch mà đặt ở một nơi khô giáo, cất giữ. Cái đồ ngốc này, còn không thừa nhận rằng anh thích cô. Sang ngộ cong cong khóe miệng, đem đồ vật đặt lại chỗ cũ. Vui sướng mà cảm khái một tiếng, cô nâng má phát ngốc, tự hỏi mục phách là từ khi nào bắt đầu thích cô. Một năm ở Nam Thủy Trấn đó, tính cách của cô cũng không phải là vui vẻ gì, bởi vì trong lòng cất giấu tâm sự, mặt luôn là sụ ra. Nhiều nhất chính là biến trắng. Suốt cuộc thì ở Nam Thủy Trấn ngày mưa chiếm đa số. Thật sự không nghĩ ra thời gian cụ thể. Gia ngộ lại nghĩ, có lẽ phần thích này là tình cảm chậm rãi nảy sinh lúc nào không hay. Không nhất thiết phải có thời điểm cụ thể. Cảm tình cũng có thể từng ngày lên men khi hai người bên nhau. Chỉ là mục phách có tình cảm sớm hơn so với cô. Hơn nữa, cô cũng không thể nói rõ khi nào thì chính mình bắt đầu thích mục phách. Bất trí bất giác liền thích rồi. Biết mục phách vẫn luôn có chút tự ti, nên cô cẩn thận, tỉ mỉ mà che chắn, dùng hành động nói cho anh. Cô nguyện ý chờ. Còn thích đến mức cố ý lợi dụng lời nói của thẩm hành để bảo mục phách xé tờ hợp đồng giao dịch kia đi. Chính là... Gia ngộ lại chính mắt nhìn thấy hộp gỗ được cất kỹ này sau khi chân chính xác định được tâm ý cô có điểm chờ không kịp cho nên gọi điện thoại cho văn trọng đi gần đây dương tương thật sự rất chật vật tiền là nhân tố chủ yếu mệt là nhân tố thứ yếu mục quốc vĩ thật lâu cũng chưa tỉnh bà ta cảm thấy mình sắp không chịu đựng nổi nữa rồi bà ta nghĩ lại qua một ngày cuối cùng vẫn là đi tìm mục phách văn gia ngộ là cái đinh cứng nhưng mục phách thì không phải mục phách thừa hưởng tính cách của cha mẹ đã qua đời dưới tình huống bảo trì khoảng cách vẫn đối với mọi người ôn nhu hiền lành nhìn thì lạnh nhạt nhưng kỳ thật trong lòng lại nhiệt tình nếu như có xảy ra sự việc gì đó thì đầu tiên nó sẽ đứng ở vị trí trung lập phân tích sẽ không nói người không tốt cũng sẽ không bạc đãi chính mình nhưng cuối cùng ít nhiều sẽ làm đối phương thu lợi nhiều hơn một chút bà ta năm đó chính là chắc chắn điểm này ở mục phách phí bảo hiểm là thứ nhất Tám mươi vạn là thứ hai. Vì chạy ra khỏi nhà giam, nó sẽ thỏa hiệp. Nhưng bây giờ muốn tính chạy đi, nó cũng không thể phủ nhận trong người nó chảy dòng máu của Mục ra. Dương Tương tự nhận không quá bạc đãi Mục Phách. Tự nhận. Ngồi ở khu sanh hóa dưới lầu bệnh viện, Dương Tương nắm chặt nắm tay. Trên mặt ảm đạm, bà ta không xác định được Mục Phách có còn dễ nói chuyện giống năm đó hay không. Bởi vì hiện tại, nó có văn gia ngộ. Tất cả đều có sự khác biệt. Chào bác. Dương Tương nâng mặt lên, đôi mắt nhíu lại. Cậu là... Đây là danh thiếp của tôi. Người đàn ông mang kính gọng vàng, ánh sáng xuyên qua, làm người thấy không rõ thâm ý phía sau tâm kính. Tôi là Thẩm Hành, là bạn của Văn Gia Ngộ. Ngày cuối cùng của tháng tư là sinh nhật của Mục Phách. Giang Ngộ mua cho anh một chiếc đồng hồ có dây đeo màu nâu đậm, mặt đồng hồ màu lam đậm, có khảm kim cương. Mục Phách biết cái đồng hồ này giá cả xa xỉ. Thế nào, anh có thích không? Anh phun ra một hơi. Có đôi khi anh cảm thấy anh như tiểu bạch kiểm được em bao nuôi vậy. Giang Ngộ rất thích đi mua đồ cho anh, chỉ là mượn dịp sinh nhật anh mà thôi. Còn bình thường quần áo, giày dép, thậm chí là xe đều là khi tâm tình của cô tốt mua tặng cho anh anh biết không giang hộ sờ sờ chóp mũi đối với đa số những người có tiền mà nói tiền không mua được sự vui vẻ mục phách cười cho nên em rất may mắn nằm trong đa số người bên ngoài có thể dễ dàng dùng tiền mua được niềm vui mà sự vui vẻ này chính là đến từ anh mục phách trầm ngâm em đây là tìm cớ tốt nhất cho việc em mua sắm lung tung sao tốt nhất Gia ngộ vẻ mặt cao thâm khó lường. Còn có càng nhiều, ngày sau em sẽ tiếp tục tinh tế khai quật. Mục phách cười vang, không khí trong phòng nhất thời vô cùng tốt. Giữa trưa chúng ta ra ngoài nhé. Đi đâu? Ba em có căn nhà Vịnh Phụ Hoành, chúng ta đi nơi đó xem hoàng hôn đi, đặc biệt đẹp mắt. Vì chế tạo bầu không khí, cô thật là hao tâm tổn sức. Gia ngộ âm thầm nghĩ vịnh phụ hoành gần biển là nơi khó có được ấm áp ở bắc thành cách vịnh phụ hoành càng gần hương vị biển ngày càng dày đặc bàn chân nảy lên như có như không ra ngộ cách bụng to cả người ngả lên ghế phụ dựa vào trên nệm ghế đã được nhiệt khí sưởi ấm mục phách liếc mắt nhìn cô lại điều chỉnh nhiệt độ để trong xe ấm áp hơn một chút còn bao lâu nữa nửa giờ phòng ở giữa sườn núi trên có một chặng đường mục phách hỏi cô Đói bụng không? Có một chút. Đằng sau có sandwich đấy. Mục phách đang lái xe không thể rời tay. Hẳn là có chút lạnh. Trước em hãy lót bụng đã. Giang ngộ nhăn mặt lại. Em muốn ăn nóng cơ. Vì thế mục phách trên đường tìm được một cửa hàng cháo nhỏ. Dừng xe lại. Gọi hai chén cháo cùng ba món phụ ăn sáng. Giang ngộ cảm thấy hơi nhạt. Lại cho thêm một phần nước chát thịt bò. Tốc độ ăn của cô khá nhanh không biết là do đói bụng hay là do hương vị rất không tồi nhưng mà cũng không thể ngon bằng đồ ăn anh làm mục phách chế nhạo nói ông chủ sẽ nghe được đấy gia ngộ bĩu môi em nói sự thật mà cô vẫn luôn cảm thấy chủ nghĩa của mục phách là vì cô mà bồi đắp nên không có ai so với anh làm đồ ăn hợp khẩu vị của cô hơn đến nơi đã là năm giờ mặt trời chuẩn bị lặn xuống phòng ở rất lớn gia ngộ dẫn mục phách đi một vòng đã lâu không tới chỗ này anh thích không trời trời ấm lên một chút lại đến đây hẳn sẽ càng thích hợp hơn mục phách chỉ chỉ bể bơi bị rút cạn nước phía sau lưng cô anh sẽ bơi lội sao ừm gia ngộ cười cười em không đậu đến lúc đó anh dạy em mục phách thích nghe cô nói ba chữ đến lúc đó này anh gật đầu nói vào phòng để đồ đạc xong, Giang Ngộ ngăn Mục Phách đang muốn thu thập hành lý. "Chúng ta đi lên lầu, đảm bảo là nơi ngắm cảnh tuyệt hảo." Mục Phách đương nhiên không từ chối. Phòng này đã lâu không có người ở, tuy luôn có người định kỳ đến dọn dẹp, nhưng sân phơi vẫn là trống trải, cái gì cũng không có. Mục Phách mang ra một cái sofa, lại lấy cho Giang Ngộ một cái áo choàng, hai người ôm nhau ngồi xuống, anh hôn lên đỉnh đầu của cô có muốn điều chỉnh lại vị trí một chút hay không? Không cần, chỗ này rất tốt. Xa xa, hoàng hôn mang vẻ đẹp thướt tha, ôn nhu giống như cô gái đến từ phương Nam, tản ra ánh sáng mềm như bông, không trung bị biển rộng ném một quả cam, nhưng có mê ngăn trở mà sạch sẽ, lại hiện ra ánh sáng vàng đỏ. Gia ngộ bọc áo choàng nhung kín mít, đầu dựa vào ngực mục phách, ánh mắt cô lưu luyến. Rất đẹp, có phải không? Ừ, nhưng mục phách càng quan tâm một vấn đề khác lạnh hay không không lạnh mục phách đem cô ôm càng chặt mục phách thực ra em còn có một lễ vật khác muốn tặng anh là cái gì gia ngộ lại nói viện viện nói với em anh ăn sinh nhật em phải gãi đúng chỗ ngứa mới được mục phách ngừng lại vài giây nhanh chóng suy nghĩ anh nhìn về phía đồng hồ trên cổ tay Trước mắt cũng đã rất tốt rồi. Không đủ, Gia Ngộ ngoắc ngoắc ngón tay. Anh nhìn em đi. Mục phách cúi đầu. Gia Ngộ đưa tay lên giữ mặt anh, nghiêng đầu hỏi, "Vì sao anh chưa bao giờ dễ dụa? Bởi người khác, anh sẽ phản kháng đấy. Nói đúng ra, anh sẽ không để cho người khác có cơ hội tiếp cận chính mình như vậy. Trên tay Gia Ngộ tăng thêm sức lực, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào mắt của anh sau một lúc lâu cô nói mục phách anh thật là đẹp mắt mục phách cười lên những lời này em đã nói rất nhiều lần nhưng mà hôm nay không giống mặt trời xấu hổ đến mức bắt đầu hướng về phía biển cả mà lặn xuống mà thanh âm của gia ngộ vừa như nước lại vừa như gió mềm mại uyển chuyển nhẹ nhàng mục phách em thích anh Trăng treo trên ngọn cây mục phách nắm tay ra ngộ trở về phòng đi đến một nửa cầu thang thì mất điện đừng nhúc nhích di động không ở trên người mục phách đỡ ra ngộ ngồi xuống ngay tại chỗ ở đây chờ anh anh đi tìm di động ra ngộ trở tay nắm cổ tay anh rất tối anh còn chưa từng tới đây chú ý một chút đừng đụng lung tung mục phách gật đầu trong bóng đêm lại cường điệu với cô đừng cử động Ngồi ở đây chờ anh. Vâng. Sau khi bật đèn pin trên di động, Mục Phách mới theo ánh sáng trở về, thấy Giang Ngộ đang ngồi đếm số sợi tua rua ở trên áo choàng nhung. Có bao nhiêu cái? Giang Ngộ lắc đầu. Không đếm được, luôn bị ngắt lời. Cô nghĩ muốn đứng lên, Mục Phách vội vàng đi qua đỡ, cô cười. Anh rất lo lắng cho em. Mục Phách cam chịu anh nhìn số bậc thang còn lại cẩn thận một chút chỉ có vài bước đường mục phách lại nơm nớp lo sợ cho đến khi hai chân ra ngộ đặt trên đất bằng anh mới xoa nhẹ ấn đường mục phách anh tắt đèn pin đi lầu một thuận tiện bọn họ quyết định hai ngày này sẽ ở phòng khách tại lầu một còn có mấy mét khoảng cách là tới phòng mục phách khó hiểu còn chưa tới phòng gia ngộ làm nũng anh tắt đi mà. Mục phách nghe xong dưới bụng có chút khẩn trương, hầu kết khẽ động, anh tắt đèn pin. Trước mắt chỉ còn lại một mảnh đen nhánh. Gia ngộ lại có thể trong bóng đêm, tinh chuẩn mà nắm lấy cầm của mục phách. Hai người hôn từ nông đến sâu, quần áo lại nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ở dưới lót thảm vẫn có chỗ tốt, ít nhất gia ngộ bị mục phách đỡ nằm xuống, không cảm thấy lạnh lẽo chỉ cảm thấy mềm mại chỗ này bao lâu có người tới quét tước một lần ra ngộ nghĩ nghĩ nửa tháng ngày hôm qua cũng vừa có người đến cô tốn công bài trí như thế sao có thể đến nơi này che kín cho bụi chứ? ở chỗ này sao anh sợ à xa ngộ nhướng mày đảo qua cửa lớn cách đó không xa mất điện lát nữa sẽ có người tới gõ cửa thăm hỏi mục phách câu môi Sao anh lại sợ chứ sắc trời một nửa màu tràm một nửa đỏ đậm gia ngộ nói mục phách em thích anh mục phách nghe xong nhưng lại trầm mặc anh không biết làm sao như là khi học tiểu học đi thi lần đầu tiên đạt được thành tích dẫn đầu mẹ rất cao hứng khen thưởng anh bằng một cây kẹo que bởi vì ý nghĩa của nó chẳng sợ hương vị của cây kẹo đó đã sớm quên nhưng sau nhiều năm có nhận được những loại khen thưởng khác nhau thì so ra vẫn luôn kém hơn vị ngọt của cây kẹo đó. chuyện này anh nhớ rất lâu. thế giới của trẻ nhỏ luôn luôn rất đơn thuần. anh từng cảm thấy đó chính là hồi ức ngọt ngào nhất cuộc đời này của anh. sau khi cùng gia ngộ kết hôn, anh thường có thể nếm đến vị ngọt của kẹo que. nhưng chỉ là cùng loại mà thôi. bởi vì tất cả đều quá mức không chân thực, giống như bọt biển, một khi chọc liền vỡ tan cho đến tận giờ khắc này. Mục Phách nghĩ, so với kẹo que còn ngọt hơn, rõ ràng là gia ngộ. Sao anh không nói lời nào? Tâm tình gia ngộ thấp thỏm, không khỏi siết chặt gương mặt của anh. Mục Phách sờ lên tay gia ngộ, cầm, bắt lấy, sau đó đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ôm lấy cô. Môi dán lên lỗ tai, nóng nóng. Hô hấp của gia ngộ đều mau dừng lại đơn giản là mục phách ở bên tai cô nói một câu. Bà chữ nhẹ nhàng như vậy, cố tình làm lỗ tai cô đỏ lên. Ôm nhau một hồi lâu lại tách ra, ra ngộ không dám nhìn vào đôi mắt của mục phách. Cô biết lúc này chính mình có bao nhiêu thẹn thùng, mặt khẳng định so với đám mây còn hồng hơn, cũng khẳng định thật mất mặt. Cô nhỏ giọng mà nâng mắt hỏi. Anh có để ý phần cảm tình này bất bình đẳng không? thích với yêu là không giống nhau. Đối với tình cảm cô có điểm chỉ độn, cô sợ phần chỉ độn này sẽ làm mục phách không cao hứng. Mục phách lại hôn cô. Hôn rất làm cằn, chẳng phân biệt anh em thân mật, hôn đến phía dưới da ngộ đều ướt. Hôn xong, anh lau sạch ướt át trên môi da ngộ, nghiêm túc đáp. Sẽ không. Tương lai còn dài. Tháng 9 năm ngoái, táo ý chưa tiêu. So với 5 năm trước đây, Nam Thủy Trấn có chút thay đổi, nhưng so với vẻ, sự hào nhoáng phồn hoa bên ngoài, thì thực chất Nam Thủy Trấn một chút cũng không thay đổi, bởi vì nó vẫn thật ồn ào, nhộn nhịp. Gia ngộ thay váy hai dây màu xanh bạc hà, trên ngực có điểm bông hoa bằng nhung, thiết kế thắt eo, khoe khéo vòng hai thon gọn của cô. Xanh bạc hà phù hợp với nước da sáng, váy màu này cũng kén dáng người mặc, nhưng nó vô cùng thích hợp với gia ngộ. Trước khi ra ngoài cô trang điểm nhẹ một chút Một lớp mỏng cushion Thoa chút son Đi giày cao gót Vậy là sẵn sàng để ra ngoài rồi Từ chỗ ở ra đường lớn Đi qua cầu Lại đi qua đường lớn lần nữa Chính là khu ẩm thực của Nam Thủy Trấn Gia ngộ đối với đồ ăn nơi này Một chút cũng không xa lạ Khi còn học cấp 3 Cô từng ở nơi này xử lý bữa chiều Quen tay hay việc Cô đi thẳng tới một tiệm mì ở đầu đường Gọi món trước Bà chủ dường như vẫn còn nhớ cô. Anh nhà, thật lâu không thấy, cháu trở về chơi đấy à? Gia Ngộ gật đầu. Vâng ạ, à, cháu về chơi mấy ngày ạ. À? Bà chủ một chút cũng không thay đổi, vẫn nhiệt tình hiếu khách như trước đây. Bà gõ gõ mặt bàn, hỏi món Gia Ngộ muốn. Thịt bò nạm cà chua, nhiều nước sốt, phải không? Gia Ngộ cười. Bác còn nhớ rõ cơ ạ. À? Đương nhiên rồi, cháu ngồi đi sẽ có rất nhanh thôi. Gia Ngộ chọn một vị trí gần cửa ra vào, cô lấy khăn giấy lau cái bàn. Trong lúc đó, có khách từ ngoài vào, cô nghe thấy bà chủ chào đón một cách quen thuộc. Chắc lại là một khách quen nữa đây. Khu ẩm thực Nam Thủy trấn đã mở 10 năm này, quán mì này cũng mở 10 năm rồi. Đây là cửa hàng mở sớm nhất, cũng là lâu đời nhất tại nơi này. 10 năm trôi qua thật nhanh, bao thứ thay đổi vậy mà giá cả cũng không chênh lệch là bao thật là có tâm người khách đến sau cũng gọi món giống cô món ăn được làm thật nhanh mùi cà chua chan như mang ý vị chua ngọt thơm nước mũi kích thích khứu giác những cái bụng đang sôi sùng sục vì đói ra ngộ nhanh chóng cầm lấy đũa cô từ trước đến giờ không sợ nóng rất nhanh liền bắt đầu ăn ngủ cả ngày cô đã sớm đói đến mức da bụng dán vào da lưng một tô rất lớn hơn nữa bà chủ lại có lòng thịt bò và mì đầy ắp ăn xong một tô cái bụng nhỏ của gia ngộ liền hiện lên cô trống eo đứng dậy đi trả tiền lúc xoay người không cẩn thận đụng vào khuỷu tay người đang ăn mì phía sau cô liền hơi cúi người nói xin lỗi người kia cũng không so đo chỉ trả lời nhỏ không sao chuyện đụng vào cứ thế trôi qua sau khi ăn mì tất nhiên là đi uống nước Gia Ngộ chọn một cửa hàng nước hoa quả có ít người đang đứng xếp hàng để mua một ly nước dưa hấu. Hương vị vẫn giống như vậy. Cô liền tạm chấp nhận uống hết, liền cho vào thùng rác, liền không muốn ăn gì nữa. Cảm giác đói mau tới mà cũng mau đi. Vậy mà khi đi qua một cửa hàng nhỏ bán bạch tuộc viên có hương vị quá hấp dẫn, Gia Ngộ lại băn khoăn, cuối cùng vẫn quyết định mua một hộp. Thấy quầy hàng có bán hải sản cao cô chưa từng ăn, cũng thuận tay mua thêm một hộp cứ ăn ăn uống uống như vậy cô liền đi hết một dãy phố chân cũng bắt đầu thấy mỏi xa ngộ hơi hối hận vì quyết định đi giày cao gót lúc đầu trùng hợp cuối phố ẩm thực chính là một cái quán bar nghe nói quán bar nổi tiếng nhất nam thủy trấn chính là ở phía trước cô đi qua đó dừng lại ở trước biển hiệu có ánh đèn màu lam ở trước cửa có mấy người tiếp đón khách cô tự nhận mình nước chảy bèo trôi trực tiếp phất tay từ chối nhiệt tình của nhân viên một mình bước vào thời gian còn sớm nhưng các ghế dường như được lấp kín tiếng nhạc nhẹ nhàng cùng hương rượu thơm ngọt như có như không tạo thành bầu không khí ái muội giang ngộ ngồi trước quầy bar nghe bartender giới thiệu một ly rượu ngọt cô uống một ngụm nhỏ không cảm nhận được vị ngon nhưng so với nước dưa hấu vừa rồi thì uống tốt hơn một chút uống hết một ly thầy có chút nghiện giang ngộ liền uống một ly nữa Cô chống cằm nhìn động tác linh hoạt, lại có chút khoa trương của bartender một cách chăm chú. Bỗng dạ dày truyền tới cảm giác nóng lên, thoáng qua có chút khó chịu. Thất thần một chút, một ly rượu mới đã ở trước mặt. Gia ngộ cũng không vội uống, cô ghé sát vào quầy, cầm chống lên mu bàn tay, nghiêng đầu mà nhìn màu sắc của ly rượu. Màu xanh biển hơi nhạt nên có chút trắng, giống màu sắc của thời khắc bình minh đến. Cô nhíu mắt lại, nhìn xuyên qua ly rượu thấy được một khuôn mặt anh Tuấn đó là ai bartender theo bản năng mà nhìn về hướng cô chỉ không có một bóng người hắn lắc đầu không có ai cả ừ hình như vậy Giang ngộ thở dài như là không thể trông chờ vào người khác cô nhảy xuống khỏi chiếc ghế cao kia hướng người đàn ông kia mà đi tới trong miệng nói thầm khó trách nơi này nóng như vậy thì ra còn có loại phục vụ kia bartender không hiểu vì sao cô lại đi ngược với hướng vừa chỉ cho mình mang theo hơi rượu ra ngộ đặt mông ngồi cạnh bên người đàn ông người kia không có động tác gì giống như cam chịu cũng giống như cự tuyệt trong im lặng anh làm ở chỗ này à câu hỏi này giống như lời nói chuyện của những người quen biết nhau người đàn ông sâu sắc khó lường nhìn cô một cái rồi nói ừ vừa mới đây anh vừa dùng xong cơm chiều một chén mì thịt bò nạm cà chua gia ngộ lại ghé sát vào người anh hai mắt mông lung trên người mang theo đầy hương vị rượu say mê cô nói anh đi theo tôi muốn không người đàn ông cũng chính là mục phách hơi giật mình có chút hài hước hỏi lại đi theo em gia ngộ gật đầu em có biết anh là ai không gia ngộ cười đến không biết trời trăng mây đất anh cảm thấy sao? Mục phách im lặng, nghiêm túc nhìn cô gái đối diện. Nếu trước kia cô giống như một nụ hoa ngây ngô, thì giờ đây nụ hoa ấy đã theo thời gian mà nở rộ một cách yên lặng. Cô xinh đẹp, trưởng thành như một đóa tưởng vi kiểu diễm. Chờ anh một chút. Anh muốn đến chỗ tổ trưởng xin nghỉ. Gia ngộ lười biếng tựa vào bàn, cười. Đừng để tôi chờ lâu nhé. Cầm mục phách cứng lại, không nhịn được xoay người nhẹ nhàng giữ khuôn mặt cô không được cười như vậy gia ngộ bắt lấy tay anh anh nha đừng véo mặt tôi xinh đẹp yêu kiều mà mị hoặc mục phách thở ra một hơi thật dài may mắn người cô gặp được chính là anh nếu là người khác anh không dám tưởng tượng thêm nữa một giây này mục phách còn không biết anh thật mau cũng sẽ trở thành người khác mà anh đang âm thầm phì nhổ kia Mục Phách muốn đưa ra Ngộ về nhà. Chìa khóa có ở trong túi không? Anh hỏi. Anh biết nhà em ở đâu sao? Không ở vấn đề này dối dám quá lâu. Đi vài bước ra Ngộ lấy một tay che lại mặt của anh. Không đúng. Về nhà có cái gì? Anh có tình thú hay không vậy? Cô lắc đầu. Không về nhà. Vậy đi nơi nào? Mục Phách hỏi. Rượu uống vào ngọt ngào dễ uống lại tác dụng chậm. Gia ngộ say đến mức đi đường đều không xong. Cô ngã vào trong ngực của mục phách, gò má đỏ ửng. Đi khách sạn đi. Lại hỏi. Em mang theo chứng minh thư sao? Mang theo. Gia ngộ không chút bùn xỉn mà cười to. Câu cổ vũ của mục phách kéo anh đi hướng ngược lại với Nam Thủy Kiều. Đi, chúng ta đi thuê phòng đi. Có người vừa lúc đi ngang qua, hoảng sợ, ánh mắt nhìn về phía mục phách không khỏi mang theo điểm đồng tình giống như anh bị lừa gạt mục phách không để ý ánh mắt của người khác lại một tay đỡ lấy cái gáy của gia ngộ đem mặt cô ấn vào trong lồng ngực anh không để cô bị người khác chế giễu thời điểm đến khách sạn gia ngộ hỗn độn không có ở mỹ cho nên quá trình thuê phòng rất thuận lợi đem người đưa tới trên giường mục phách đứng lên cúi đầu vừa nhìn liền có chút ngốc lăng trên áo thun của anh có vài cái dấu son môi rất nổi bật. Bất quá, trừ cái đó ra, lại không có dấu vết đồ trang điểm. Anh nhìn về phía da ngộ, đang nhắm mắt lầm bầm lầu bầu. Làn da rất trắng, môi thực hồng, cùng với những người phụ nữ trang điểm sặc sỡ cũng không giống nhau. Cho dù là để mặt mộc, vẫn là mị thái tràn lan. Thở dài một hơi, mục phách đi vào nhà tắm xử lý dấu vết trên ngực áo. Quay ra tất cả khí huyết đều muốn tập trung hết lên mặt như là có kiến bỏ nóng đến mức muốn có một chậu nước đá làm chính mình thanh tỉnh lại gia ngộ đem tất cả quần áo cởi ra thân thể trần trụi ôm túi nằm nghiêng ở trên giường động tác tựa như muốn bôn nguyệt mục phách sờ sờ cái mũi không có chảy máu mũi tâm tình bình phục một chút làm bộ bình tĩnh mà bật điều hòa kéo lên một góc chăn che lại nửa cái bên cảnh xuân của người con gái trên giường làm sao một loạt động tác Bục phách đứng tại chỗ thật lâu. Anh nhìn chằm chằm mặt của gia ngộ, lầm bầm lầu bầu. Văn gia ngộ, em thật là to gan lớn mật. Gia ngộ chỉ chật lưỡi, không có bất kỳ phản ứng gì. Đem nước khoáng để ở tủ đầu giường. Bục phách thấy những việc mình cần làm đều đã làm không sai biệt lắm, liền chuẩn bị rời đi. Ai ngờ vừa đi đến cửa, cô gái phía sau đột nhiên phát ra tiếng. Này! Mục phách không dám quay đầu lại, lại đây lỗ tai nóng đến muốn xuất ra mục phách nhận mệnh mà nhắm mắt không nhúc nhích chỉ hỏi làm cái gì ra ngộ xoay người thân thể bại lộ trong không khí cô chống mặt trần chờ mà đáp ái kỳ thật cô không biết chính mình đang nói cái gì văn gia ngộ em uống say rồi bị kêu tên gia ngộ lung tung rối loạn mà tự hỏi cao giọng ngắt lời anh nhìn lén chứng minh thư của tôi." Mục Phách trợn mắt, rõ ràng là dùng chứng minh thư của anh để thuê phòng. Giang Ngộ bị tức giận, cô ngồi dậy. "Anh lại đây cho tôi. Anh phải đi bây giờ." "Anh dám?" Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Giang Ngộ ném chăn ra, nhảy xuống giường, động tác nhảy lên một cái, ôm lấy đùi của Mục Phách. Không khí tựa hồ an tĩnh thật lâu, tưởng tượng cô gái dưới chân cái gì cũng không có mặc. Mục phách tim liền đập nhanh. Anh gian nan mà mở miệng. Em không cần như vậy, bức thiết như vậy mà giữ anh lại. Mặc dù ngã sấp xuống như da ngộ một chút mất bình tĩnh đều không có, cô trưởng mắt, theo chân mục phách hướng lên trên mà bò, hai chân quạp vào eo mục phách. Anh nói lời vô nghĩa nhiều quá. Sau đó mở miệng, liền cắn vào cổ anh. Gặm cắn một chút lực uy hiếp cũng không có, cùng với lãnh hương thanh đạm trên người cô chuyển đến, cuối xương sống nhanh chóng làm anh tê dần cả nửa người. Mục phách cứng. Cố tình còn sợ cô có thể ngã xuống, bàn tay biệt nữ mà để ở sau người cô. Cô hơi rơi xuống một chút, ngón tay của anh liền sẽ chạm đến một chút da thịt nõn nà. Văn ra ngụ, đi xuống. Không xuống. Ra ngụ híp mắt, ôm càng chặt. Cô ngậm lấy lỗ tai của anh. Tôi ở nơi này bị bại lộ hành tung rồi, phía trên sẽ không bỏ qua, Tôi không tốt được thì anh cũng đừng hòng mơ tưởng đào tẩu. Mục Phách không nói gì nhìn trần nhà. Phụ nữ uống say thật đáng sợ. Người đàn ông hồi lâu vẫn không đáp lại. ra ngộ không kiên nhẫn. Cô bóp chặt sau cổ Mục Phách, bệnh lệnh. Đưa tôi lên giường, nhanh lên. Nếu không tôi sẽ băng anh. Nhìn về vật chật vật ở bên dưới, Mục Phách biết là anh đi không nổi. Sau khi kết hôn có rất nhiều lần, mục phách đều nhớ lại một đêm trải qua cùng gia ngộ đó gia ngộ có thể uống say quên mất nhưng anh không có khả năng quên được sức lực giữa nam và nữ cách xa nhau anh có thể bị gia ngộ bá vương ngạnh thượng cung hoàn toàn là bởi vì chính tâm tư của anh quấy phá đối với điểm này mục phách chính bản thân anh lại rất rõ ràng vốn dĩ liền thích cô rồi chẳng sợ phần tình cảm này không sâu đậm thậm chí nông cạn lại cũng vẫn từ lần gặp cô ở Mỹ thực thành kia, vui sướng từ dưới đất mà chui lên. Tình cảm được phóng đại vô hạn, mèo nhỏ đã trưởng thành đại thụ, hóa ra chỉ cần gặp cô một lần, anh sẽ cao hứng đến như vậy. Lúc cô viết bài thích cắn nắp bút, mỗi cái bút chì trong túi đựng bút đều bị cô cắn qua. Cô không thích mang dù, nhưng lại thích mặc áo mưa. Áo mưa màu vàng trong suốt mặc trên người cô đặc biệt đáng yêu. Tiền của cô luôn để lung tung, rất nhiều lần rơi trên mặt đất đều là anh nhặt lên cho vào trong ngăn bàn. Cô kháng cự kết giao bạn bè ở Nam Thủy Trấn, không phải bởi vì cô chán ghét mà là không biết khi nào chính mình sẽ rời đi. Tất cả những việc đó, Mục Phách đều biết. Bởi vì chán ghét cô quá đặc biệt cho nên luôn không tự chủ mà đem ánh mắt đặt ở trên người cô. Đây là thích. Thích là không nỡ tiêu một ngàn đồng cho cô. Thích là sau khi cô đi, còn muốn gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho cô thích là ngẫu nhiên gặp được cô sẽ không khống chế được mà đi theo phía sau cô thích là cô nói kết hôn liền đồng ý kết hôn vậy rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào phần thích này liền trở thành yêu chứ trước khi đi ngủ giang hộ hỏi mục phách như vậy mục phách lại ngạc nhiên không nói gì bởi vì anh không biết đáp án có lẽ là từ lúc cô tự mình xuống bếp vì anh còn bị phỏng tay, có thể là khi cô trước mặt người ngoài hết lòng bảo vệ anh, cũng có khả năng là cô chỉ tùy tay đưa anh một viên đạn bọc đường, nói chỉ là việc nhỏ. Những chi tiết nhỏ như thế quá nhiều, thời khắc động tâm như thế nào lại chỉ ngắn ngủi như một cái chớp mắt như vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 5 của bộ truyện Người Trước Yêu Sau. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo.